Xin chào các bạn, mình là Hoàng Đình Dũng đến từ Hoidu Studio. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị đối tượng dưới dạng bóc. Khi các bạn làm việc với Bodysmart, đặc biệt là với những bài nội thất, thì chúng ta thường sẽ phải ẩn trần hoặc là ẩn tường đi để các bạn thao tác các cái đối tượng bên trong. Ví dụ như sau, ở đây mình đang chọn cái trần và mình sẽ ẩn đi hai selection để các bạn thao tác các đối tượng bên trong. Và khi mọi người render thì các bạn sẽ phải lại hiển thị lại để chúng ta render. Như vậy quá trình này lặp đi lặp lại liên tục và nó sẽ khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian. Thế thì sau đây mình sẽ dẫn các bạn cách làm như sau. Chúng ta muốn đối tượng nào thành dạng bóc, dạng lưới đấy, thì các bạn sẽ chọn đối tượng đó. Ví dụ ở đây mình đang chọn cái chân. Chọn nó. Chúng ta chuột phải. Mọi người chọn Object Property. Ở trong cái bảng này thì các bạn sẽ kiểm vào thông số Display as Box, hiển thị dưới dạng bóc. Ok. Như vậy cái đối tượng của mình đang được hiển thị dưới dạng bóc, dạng lưới. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn các vật thể ở trong nhà như bình thường. Và chúng ta cũng không cần phải ẩn đi ẩn lại nữa. Các bạn render bình thường bởi vì nó vẫn đang tồn tại. Khi nào mà chúng ta cần chỉnh sửa thì chúng ta lại hiển thị lại. Rất đơn giản. Hy vọng video ngắn này sẽ giúp các bạn làm việc nhanh hơn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và share cho bạn bè hoặc là đồng nghiệp các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.